là người cảm thấy ông cãi nó còn cãi là ấm hai lòng bàn tay vào nhau. con người xuống đi không bỏ đi ra một hai còn bỏ Chà mạnh lên, nghe ấm nóng lòng bàn đi tay này. đó là không biết là ông dụng bá ơi bình cái Đặt nhẹ vào nó mắt, ôn lại từ đầu chọn đi đó mở mắt chớp chớp mắt, cũng ngồi đây mở tay nhìn theo tay, nè đấy vươn tay lên hít sâu vào, hạ xuống thở sanh, gọi nó bọc anh thì hít sâu vươn tay lên còn tự nhiên thở sanh, khi mà nó học nó tập trung còn nó dễ nó đỡ còn không hít sâu vươn tay lên giữ lại, qua năm bốn ba hai một, thở sanh, cái này có cho mà đi nhắc năm nhắc bốn cái này có cho ba hai một, thẳng à cổ về nhắc giữa, đây hít sâu đi đúng không đi ngửa ra sau, đi thở sanh, gọi a cái bạn mới đi con a mới trở đi về giữa, hít sau, thằng chế nghiêng phải, đi con thở không sanh, biết thì có mà không chi cái này này trở à về giữa, hít sau, đi chưa nghiêng trái, thở sanh, nhanh cho nhau là gì tức là số hạn nhau về số hạn trở về giữa, hít số sau, hạn thì là cái tức xoay nhìn phải, thở sanh, được chưa đây là tức của hai số hạn nhanh chưa trở về giữa, hít sau, cái tức thì từ số hạn xoay kia trái, thở cái sanh, này đi chân nào ra đúng không được chưa trở về giữa, hít sâu, cúi xuống, thở sanh, xoay chậm chậm bên phải lên, hít vào, cúi xuống, thở sanh, xoay đến đâu đảo mắt chớp mắt nhìn theo đến đó. Xoay đổi chiều, mời tập tay. Hai lưng bàn tay hướng vào nhau, đưa tay phải qua đang chặt, kéo vào, thở sanh, trở về, hít vào, kéo vào, thở ra để cao lên, hít vào, thở ra để thẳng tay qua đầu, Hãy subscribe hạ xuống, trở về, đổi tay, hít vào, thở sanh, hít vào, thở sanh để cao lên, hít vào, thở sanh để thẳng tay lên, hạ xuống, trở về, đúng thả lỏng tay chân ra, xếp đỡ chân, vươn hai tay lên, hít sâu vào, nghiêng qua phải, thở sang, nghiêng xuống giữ, tay trái sau gáy, hít sâu, không tiếng nữa
gập xuống thở ra khuỷu tay trái chạm gối phải, lên hít sâu hai thở ra, chậm chậm lắng nghe cảm nhận sâu, hít sâu Hãy subscribe ba thở ra. Đấy sao bốn thở xanh. cho kênh Đấy sao Ghiền năm thở xanh. Mì Gõ Giữ lại năm, bốn, ba, hai, một. Lên hít sâu vào, vươn tay lên, nghiêng người qua trái thở sầm, đặt tay phải sau gáy hít sâu thở ra, đặt tay sau gáy em, cảm thấy luôn đặt tay sau gáy gập xếp xuống thở sầm, lên hít sâu vào hai thở sầm, hít sâu ba thở xanh, hít sâu bốn thở xanh, hít sâu năm thở xanh, giữ lại năm, bốn, ba, hai, một. Lên hít sâu vào, vươn tay lên, xoay phải thở ra, vặn người xoay trở về, hít sâu vào, xoay trái thở ra, mở vai xoay ra sau, trở về hít sâu, xoay phải thở ra. Đấy xong, xoay trái thở sang, đấy xong, xoay phải thở sang, giữ lại năm, bốn, thẳng lưng xoay, thẳng lưng lên em, xoay thở ba, hai, một, trở về sau, xoay trái thở ra, thẳng lưng xoay, năm, bốn, ba, hai, một, hít sâu, hạ tay xuống thở sầm, thả chân ra, duỗi hai chân, lấy gạch ra. Mở ngang chân phải ra, lòng bàn chân trái áp vào đùi phải, rồi ngồi cho xương ngồi vững vàng dưới sàn, vươn dài đỉnh đầu lên, vươn hai tay lên, hít sâu vào, nghiêng qua phải thở ra, co cẳng tay xuống, co cẳng tay phía trước chân, kéo căng tay trái lên, hít sâu vào, xoay qua bên phải, xoay qua bên trái thở sang, gập xuống, Hãy lên hít sâu vào, subscribe nghiêng thở ra, co cẳng tay chống xuống, lật vai xoay mặt lên, kênh Ghiền lên hít sâu vào, đã xoay qua thở sang, lên hít sâu vào, nghiêng thở sang, kéo căng tay qua đầu thở sang, năm, bốn, ba, hai, một, lên hít sâu vào, xoay người qua thở sang, năm, bốn,
ba hai chị một. Lên hít sâu vào, ngưng tay lại, xoay người qua chân phải, gặp người xưởng thở rằm. Trường tới gặp xưởng thở rằm, tiền vẫn cái nào người cũng nhập rồi. lên hít sâu vào, tay phải nắm mũi chân phải, rồi chống tay trái nâng chân phải lên thở rằm. Đây đang bán. Hít sâu vào, đặt chân xuống, vươn tay gập xuống thở rằm. Trường tới gập xuống thở rằm, Ít còn có cái đồng chúng ta rất là lực lên hít sâu vào, vươn tay trái lên, tay phải nắm chân nâng lên thở rằm. là ba để sao Hít sâu vào, số như ai mà có trường ba tới gập xuống thở rằm. Trường ngày dài tới gập xuống thở năm bốn ba hai một. Lên hít sâu vào, nắm chân nâng lên thở rằm, co cẳng tay hạ xuống ngừng thở ra giữ năm bốn ba hai một. Hít sâu vào, thả tay chân thở sang, thả lỏng đỡ chân, mở ngang qua đó, ngồi ép mông xuống, xương ngồi vững vàng, vươn dài đỉnh đầu lên, vươn hai tay lên, hít sâu nghiêng qua trái thở sang, không phải làm cái bài được không mãi lên hít sâu vào, ai đâu xoay người qua phải, chống tay vặn người thở sang, đó là tiếng hành viên lên hít sâu vào, nghiêng thở sang, nghiêng ông thở sang, bảy phần ba lên hít sâu vào, xoay qua thở sang. cái này gì Lên hít sâu vào, cái này nghiêng thở sang, giữ lại tiếp năm ba các bạn là tiếp bốn ba hai một. Lên hít sâu vào, xoay người qua thở sang, xiết bụng nghiêng, gặp người xuống thở năm bốn ba hai bảy phần ba nhân một. Lên hít sâu cho vào, xoay người qua chân, một phần ba trường tới gặp xuống bây giờ tới thở sang. đi đi đứng về đi Tay trái nắm mũi chân, nâng tay phải lên, hít sâu vào, từ từ chống tay phải, nâng chân trái thở sang. bắt đầu nghe cái lời nhảy qua nhìn Hít sâu và vào, có hạ cánh chân chim chạy xuống, đi không được vươn tay lên, gặp người xuống chân thở em sang. chưa sai là có nhìn thấy mặt nào Được không? đó tổ kiến thì nhân mà Nâng bắt tay chuyện phải đi đâu lên, phải hít sống chuyện sâu vào, nâng chân đi lên, thở đâu sang. cái con đang bí cái này quá Hít sâu vào, vươn tay lên, đưa người tới gặp xuống thở sang, gặp thở năm bốn ba hai một. Lên hít sâu vào, chống tay nâng chân lên thở sang, từ từ hạ cẳng tay xuống, nâng chân giữ năm bốn ba hai một. Lên hít sâu vào, hạ chân xuống, vươn tay lên, gặp người về phía trước thở sang, trường tới thở sang. Lên hít sâu vào, trường tới thở sang. đi 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 đi
lên hít sâu vào, trương tới thở sanh, trương tới gặp thở năm bốn ba hai một, lên hít sâu vào, hà tay thu chân về thở sanh, đổi chân qua hướng hướng tay lên hít tới sâu, trương tới thở sanh, thở lên hít sâu vào, ba trương tới thở sanh, dạ ba lần số thứ nhất lên hít sâu vào, cảm giác trương tới thở sanh, ba trương tới giữ năm ba tuần bốn ba 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 hai tuần một, lên ba hít sâu vào, ba thả tay xuống thở sanh, đạp hai bàn chân vào nhau, nhịp chân còn được biết những con đá banh nữa, còn đưa để đưa quả banh trước cho họ để tập sức mình về cùng sức để đến khi để hai chân sát vào, vươn tay lên hít sâu vào, trương tới thở sanh, lên hít sâu vào, trương tới thở sanh, Hãy lên hít sâu vào, trương tới thở sanh, giữ lại năm bốn ba hai một, lên hít sâu vào, à, tay xuống thở sanh, tách hai chân ra, được bao nhiêu ai bấy nhiêu, thẳng gối dựng đứng bàn chân lên, ngồi thẳng lưng lên, vươn dài đỉnh đầu lên, hít sâu vào, nghiêng hông qua phải, thở sang nghiêng hông, thở sang, lên hít sâu vào, nghiêng qua trái, thở sang, lên hít sâu, nghiêng phải, thở sang, lên hít sâu, nghiêng trái, thở sanh, hít sâu, nghiêng phải, thở sanh, giữ lại năm bốn ba hai một, hít sâu, nghiêng trái, thở sanh, giữ lại, vươn dài lưng tới lật vai phải, xoay lên năm một ba hai một, lên hít sâu vào, đặt hai tay phía trước, trương tới thở sanh, lên hít sâu vào, trương tới thở sanh, lên hít sâu vào, Không bao giờ người ta biết được ngạc như đó trương tới thở sanh, biết ở nhưng không biết giữ lại, lắng nghe, cảm nhận căng cơ đùi trong, căng gân khéo, mình hơi kéo người rung lắc về phía trước là hơi nhịp tới nhịp lui để căng giãn, năm bốn ba hai một, lên hít sâu vào, thu chân vào, thở sang, mở gập thả lỏng sang, rồi cuối cùng là từ số nay chống quy lên, tập thở vào mồm. ra giải một bài.
A ít mũ bàn, cạnh B ít mũ vuông, Tay chân là bốn góc vuông, cạnh C bàn. cong lưng lên rút rốn xiết bụng lại thở săn, Chị. hít sâu vào chung lưng ưỡn ngực vuông cầm, thở ra cong lưng lên rút rốn xiết bụng thở săn, hít sâu Con nghèo quá đó, con được thì thương mà bạn được dạng cái chuyện gì bạn không thở săn. Nghĩ sao? nhiều quá nó không nói Thở săn. Nghĩ sao? Chung lưng ưỡn ngực vương cầm. Giữ. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Cong lưng lên. Rút rốn xiết bụng lại thở săn, năm bắt đầu có phải bốn có một một vụ án mà một ba rồi công an còn điều tra hai vụ án trong công an vẫn bị không điều tra một, hít vào duỗi thẳng chân phải ra sau, duỗi thẳng chân phải, bước chân phải ra ngoài tay phải. Đó, tấn xuống thở săn, ép hông xuống thở săn, hít sâu vào thẳng gối gạt thở săn, hít sâu vào thẳng gối thở săn, thẳng gối gạt thở săn, hít sâu vào thẳng gối thẳng gối gật mở răng, chạy hít sâu vào tấm gối giữ năm bốn ba hai một, thẳng gối gật thở răng, trường lưng xích bụng thở răng, năm bốn ba hai một, hít sâu vào rút chân phải ra sau, duỗi thẳng ra sau, kéo gối phải lên giữa hai tay, úp đùi trái xuống, Không thở được, săn, nói duỗi không thẳng được. chân, Trời ơi. duỗi thẳng chân trái, úp đùi, hít sâu vào, lùi hai tay, nâng lồng ngực vương cầm lên, thở săn, Lẹ. nâng lên, hít sâu vào, Đi đâu tiếp tục vậy? lôi tay ưỡn ngực Ta làm cái rồi nâng cầm lên thở rầm, đó. Cười đợi. hãy sâu vào tiếp tục lôi tay ưỡn ngực vương cầm thở ra giữ lại, năm bốn duỗi thẳng chân trái úp chân xuống, ba hai một, hít sâu vào trương tới thở ra gập xuống thở rầm, năm bốn ba hai một, lên hít sâu vào gấp chân trái lên, đưa tay phải nắm chân trái, tay phải nắm chân trái, rồi bật chân ra sau, kéo căng vai ưỡn ngực vuông cầm lên thở săn, đúng rồi đúng rồi, năm bốn ba hai một, hít sâu vào dương tới gập xuống thở săn, nâng lên hít sâu vào rút chân phải về, duỗi thẳng chân ra sau, hạ chân xuống, cong lưng lên rút rốt thở săn,
Hít sâu vào, duỗi thẳng chân trái ra sau, gì bằng đó cứ để bài đó. bước chân trái ra ngoài, tay trái thở sang, ép hông xuống duỗi chân, duỗi thẳng chân phải, ép hông, hít vào thở ra thẳng gối, đẩy hông ra sau, trường lưng thở ra, lắng nghe cảm nhận sâu cơ thể. Hít sâu vào tấm gối, ép hông Ui. xuống. Thở ra, rút rốn xích cơ bụng lại. Người hông ra sau, thở ra. Hít sâu vào tấm gối, ép hông xuống. Thở ra, thớt bụng thở ra. Hãy vào tấm gối ép hông xuống. Giữ 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra. Để hông ra sau, trường lưng, hớp bụng thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, rút chân trái ra sau, duỗi thẳng. Kéo gối lên giữa hai tay, Ê, sớm mày úp đùi phải xuống, lui tay ngã ra sau, thở ra. đi xe máy mà Ưỡn ngực lên, vươn cằm lên, cả đi bữa rồi bữa chỗ chết bà cũng hít bạn vào, vô hiểm nâng người lên, bà gì bà con tiếp đi đặt tục xe đó lui đặt tay, đặt đặt xe rồi đặt xe ưỡn ngực mấy kiếp vươn quá cằm lên, thở ra. tạm giờ à bà có lấy hả con kể là con đi gì. Nâng người lên, hít sâu lần nữa, úp đùi xuống và cân chỉnh vai và hông ngang nhau, lôi tay ưỡn ngực vuông cằm lên, thở ra, hướng ý thức vào lưng giữa và lưng trên. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, trương người tới, gập xuống, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, lôi tay ưỡn ngực vươn cằm, gấp chân phải, đưa tay trái nắm chân phải, rồi bật chân ra sau, tay trái đi tới đâu lôi tay phải theo tới đó, cho hai vai ngang nhau, để căng lồng ngực lên, vươn cằm lên, giữ. 5, hít thở đều, không nín thở. 4, hít thở đều, lắng nghe cảm nhận sâu. 3, 2, 1. Hít sâu vào, duỗi chân ra, trương tới gập xuống, thở ra, trương dài gập xuống, thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Nâng người lên, hít sâu vào, Nào. rút chân trái về, duỗi ra sau, hạ chân trái xuống, cong lưng lên, rút rốn xích cơ bụng lại, thở ra. Hít vào, chung lưng ưỡn ngực vươn cằm, chống chân lên, chớp mặt, thở ra. Hít vào, hạ gối, chồng lưng ưỡn ngực vươn cầm lên, thở ra, từ từ ép vai ép lưng trước, rồi thẳng lưng căng vai, rồi mới từ từ đạp gót thở ra. Hít sâu vào, hạ gối xuống, ưỡn ngực vươn cầm, Rồi rồi rồi. thở ra, nâng lên, thở ra. Hít sâu vào, hạ gối, ưỡn ngực vươn cằm, Đi.
thở ranh, đặt gót ép vai, ép lưng xiết bụng thở ranh. Hế vào hạ gối ưỡn ngực vương trần, giữ lại 5 4 3 2 1. Thở ranh để căng hông, ép thở ranh. 5 4 3 2 1. Hít sâu vào, bước chân phải ra ngoài, tay phải bước tiếp chân trái ra ngoài, tay trái. Thở ra ép hông xuống, thở ra từ từ thẳng lưng lên, chắp tay trước ngực, ép mông lọt giữa hai gót chân, thẳng lưng lên, giữ, hít thở đều. Từ từ đặt mông xuống, hít vào, đặt mông ngồi xuống, hít vào. Hai tay nắm hai ngón chân cái, đặt mông ngồi xuống nha. Ngồi đặt mông xuống sàn luôn. Rồi, nâng hai chân lên, thở xăm, thẳng gối nâng chân lên. Tách chân ra, xích vô bụng, thở ra, thẳng lưng lên, giữ. 5, 4, 3, 2, một, hạ xuống. Hít sâu vào, hạ tay chân thả lỏng ra, thở sầm. Từ nằm xuống luôn. Một mẹ em đi rồi làm gì mà đã rồi ừ. Đứa lại nó chụp cái này luôn nó thì mà nào nghe xong rồi mình đi Co hai chân lại, đầu ngón tay giữa chạm tới gót chân. Hai bàn chân song song nhau, mở rộng bằng không. Có đồ buộc tóc, đồ tháo đồ buộc tóc, đồ ra, vuốt tóc lên. Thở hết hơi ra. Hít sâu vào, cuộn từng rốt sóng nâng mông lên, thở ra. Hít sâu vào, cuộn từng rốt sóng hạ xuống, thở ra. Lắng nghe cảm nhận sâu sự chuyển động của từng nốt sóng lên. Hít sâu vào, cuộn từng nốt sóng nâng lên, thở sành. Hít sâu vào, cuộn từng nốt sóng hạ xuống, thở sành. Hít sâu vào, cuộn từng rốt sóng nâng lên, thở sâm. Giữ lại, chắc mông rồi, giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, cuộn từng rốt sóng hạ xuống, thở sâm. Hai tay nắm hai cổ chân, là nâng chân lên và hai tay nắm hai cổ chân. Wow. Nè, đưa tay vào nắm hai cổ chân. Rồi đạp bàn chân xuống. Đạp bàn chân xuống, hít vào.
Từ từ ngã gối qua bên trái, xoay mặt qua bên phải, thở ra đúng rồi. Trở về, hít vào. Ngã gối qua phải, xoay mặt qua trái, thở rầm. Hít vào, thở rầm. Hít vào, thở rầm. Hít vào, thở rầm. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, thở rầm. Giữ lại. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào. Từ từ kéo chân sát lên trên, sát lên, sát lên. Rồi ngã hai đầu gối về giữa, thở sang. Xuôi hai đầu gối xuống dưới, thở sang. Được không? Lắng nghe, cảm nhận. Thả lỏng từ từ. Căng cơ đùi trước, thả lỏng từ từ. Nên em dựng đầu gối lên nè. Rồi bắt đầu gập đầu gối xuống. Gập đầu gối xuống, từ từ thả lỏng thôi. À, cảm thấy không thoải mái thì thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Căng cơ rồi, cơ mông, cơ bụng, giữ thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Trở về, hít vào. Đúng rồi. Rồi đặt hai bàn chân vào nhau, ngã hai đầu gối ra hai bên, nhịp xuống thở sầm. Nhịp xuống thở. Hai tay vỗ hai bên khớp háng. Ừ, có. Hết đầu gối lại. Hai tay ôm gối, hít vào. Nhịp gối lên, thở sang. Nâng tay chân lên, rung 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 rung. Từ từ đặt xuống, chân mở rộng bằng vai, ngã hai bàn chân ra hai bên, tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay ngửa, mắt khép lại, thư giãn tư thế Savasana. Ở tư thế thật là thoải mái và từ từ khép mắt lại. Bắt đầu để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng. Qua lại với hơi thở và cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra. Hãy cảm nhận sự mát mẻ ở sống mũi. Khi hơi thở vào, ra. Bắt đầu thả lỏng toàn bộ đỉnh đầu. Để cho sự thư giãn massage toàn bộ vùng đỉnh đầu. Thả lỏng lông mày. Thả lỏng vùng trán,
thả lỏng toàn bộ vùng mũi. Hai má, vùng miệng và toàn bộ khuôn mặt, hãy để cho sự thư giãn lan xuống vùng gáy. Và sự thư giãn lan tỏa ra vùng vai, vùng bắp tay, cánh tay, bàn tay và các ngón tay. Tiếp tục thả lỏng toàn bộ vùng ngực, cột sống lưng. Thư giãn vùng bụng. Hãy cảm nhận khi bụng phồng lên và xẹp xuống. Thả lỏng vùng eo, vùng hông. Và lan dần sự thư giãn xuống hai đùi, vùng gối. Thả lỏng cẳng chân, để cho bàn chân thư giãn. Và thả lỏng từng ngón chân. Toàn bộ cơ thể lúc này hoàn toàn được thư giãn và thả lỏng. Thần kinh cũng đang được thư giãn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, bình yên và thư thái. Nhúc nhích các ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai tay đan lại, vươn qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón tay cho đến ngón chân. Từ từ co chân trái chống xuống sàn, co tay phải đỡ đầu nằm nghiêng người qua phải. Từ từ co hai gối, hai tay chống xuống, đỡ người ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, vai, tay, vỗ nhẹ vào hai tay. Đưa hai tay massage hai chân, vỗ nhẹ vào hai chân. Tiếp tục đưa hai tay nắm hai bàn tay lại, đưa lưng bàn tay áp vào hai quả thận, massage hai quả thận. Mời cả lớp nghỉ tại đây.
Cảm ơn cả lớp đã tập cùng cô Dung. Chúc cả lớp của chúng ta luôn luôn khỏe, trẻ, đẹp, tích cực. Hẹn gặp cả lớp vào buổi tập tiếp theo. Bây giờ cô Dung xin chào và hẹn gặp lại.